Chào các bạn nhá. Hôm nay mình quay cái chỗ ngâm rượu của mình nhá. Có những bình rượu đến rượu khoảng 10 năm. 17 năm. Này là nọ, này là nọ. Ngọc Cổ. Hôm nay mình bình này là bình đầu tiên. Bình này là bình chứa hột. Bình này đọc tiên thì sao? Bình này là bình ngọc cổ, ngọc cổ thật đấy, là chuối hột nhá. Mơ nhá, bình rượu mơ 2009, bây giờ là 13 năm. Bình này là bình vải, vải thì mới có khoảng 3 năm rồi. Bình này mình mơ mơ hơi bị nhiều, mơ nhiều quá. Đấy, bình này mở hết rồi. Bình này đầu tiên, bình này rượu mơ đầu tiên này lâu lắm rồi. Bạn thấy mình thì ít uống lắm, ngày thì 2-3 ngày. Bình này là Biển Đông. À, cá ngựa sau biển đấy, rõ biển. Còn những cái bình to nữa thì mình để trên nhà rồi, đây là để dưới bếp. Mình đây là bình gì đây, đinh lăng. Đây có một bình đinh lăng nhỏ nhỏ, cây nhỏ nhỏ mình đặt quánh rồi này. Ngày 2 tháng 5, ngày tháng 5 năm 20, 2020, được 2 năm. Đấy, bây giờ mình rót ra một ít để tối nó có khách. Thì mình rượu ngâm nhưng mà chả biết uống rượu gì, mà chả thích uống lắm. Bữa mình chỉ làm chén con ngày xưa cụ gọi mắt trâu, thì làm tí ngon cơm. Mình cũng không nghiện rượu rồi, không nghiện mà. Đấy, bây giờ mình rót nha, rót một ít thì tối nay là khách. Mình đã vỡ 7 bình, sập tủ, đóng đủ hộ, bị sập tủ hộ rồi, kinh tủ hộ, kinh là không dùng tủ hộ nữa. Thơm, thơm nóng vậy. Nếu mà uống độc cái này không thì nó rất là này chắc là nó học khoảng mười mấy năm rồi. Nhà thì không nhiều nhưng mà cũng có khoảng 500 lít. Một tháng thì uống khoảng 1 lít hơn 1 lít. Nên là cuộc đời này uống hết cái chỗ rượu này không? Sáng thì không có, nhưng mà nói chung là rượu thì đủ để tiếp khách. Nó có khử được độc năm còn chục năm, hơn chục năm thôi. Người Việt Nam mình có tính
quý khách, khách đến bảo đâu đi mua rượu thì không chối, mình uống được được không được lắm, nhưng nói chung là ngày xưa thanh niên thì gì gì chứ lại chung em được ít là tiêu, bây giờ thì không không nổi, bây giờ thì gục luôn, nên là gục luôn các bạn. Này chỗ rượu của mình này, riêng chỗ này là gần 100 lít, 100 lít. Chỗ này là 20 lít, 40 lít, 100 lít. Trên nhà 100 lít, hơn 100 lít nữa. Dưới hầm nó khoảng 100 lít, nó khoảng 4, hơn 400 lít. Hơn khoảng 400 lít nữa, nó uống thì rất là ít. Chúng là đừng nên nghiện rượu. Rượu đút túi quần là rượu đứt. Mình thì cũng ngày uống ngày không, ngày ba bữa cũng có, nhưng mỗi bữa chỉ khoảng hai chén mắt trâu ấy thôi, uống gì nhiều, nhưng mà đa số là không uống, tối uống hai chén, một cái chén thủy tinh con ấy, như kiểu chén hoa hồng ấy, mình chén là rượu đặc biệt, chung là mình có mấy bình rượu đặc biệt nhưng mà không dám quay, quay sợ kẻ trộm đến lấy thì mất. Chào các bạn nha, các bạn xem chỗ rượu thì mình tí nha, giờ xin mình kết thúc nha.